tổng quan về quy trình kiếm tiền với Google AdMob thì về cái quy trình thì chúng ta sẽ gồm có 6 bước cơ bản. Bước thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm về niche hay là tìm về đề tài, về chủ đề của app hay là game. Mình sẽ bắt đầu lập trình hoặc là build app và phân tích kỹ thị trường ở trong cái phân khúc đó. Bước thứ hai chúng ta sẽ nghiên cứu về từ khóa spy đối thủ, ISO hay còn gọi là App Store Optimize. Bước thứ ba chúng ta sẽ tạo tài khoản Google AdMob, tạo tài khoản với Play Google Developer. Bước thứ tư là chúng ta sẽ build app hoặc là game. Bước thứ năm chúng ta sẽ upload app và game lên trên store. Bước thứ sáu chúng ta sẽ làm marketing Facebook ads hay Google AdWords, và chúng ta sẽ review app và tăng lượt download lên để mà có cái thứ hàng ở trên cái App Store.